hãy uống ngay trà xanh Cam Độ, được làm từ trà Thái Nguyên giàu EGCC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 15 giờ của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị, dịch COVID-19 tác động đến mọi mặt của cuộc sống, nhất là khó khăn về kinh tế. Để không đứt gãy chuỗi sản xuất của doanh nghiệp, thị xã Phước Long đã và đang tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương, cũng như tạo việc làm cho người lao động. Thị xã Phước Long có hơn 640 doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài nhà nước, trong đó ngành điều có 320 doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh. Đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, ngoài việc tập huấn về phòng chống dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về các biện pháp phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh của địa phương. Song song đó, thị xã cũng kịp thời nắm bắt các khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm để thực hiện các biện pháp tháo gỡ, giúp đỡ các doanh nghiệp an tâm ổn định sản xuất. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thị xã, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất chế biến xuất khẩu điều đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch cũng như lập các phương án kế hoạch sản xuất trong điều kiện ứng phó với dịch COVID-19. Nhờ các giải pháp quyết liệt trong công tác quản lý công nghiệp và sản xuất, trong 9 tháng năm 2021, thu ngân sách lĩnh vực công thương nghiệp của thị xã đạt hơn 56 tỷ đồng. Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ hè khá dài vì dịch COVID-19, đến nay, bậc học mầm non vẫn chưa bắt đầu năm học mới. Thời gian tạm dừng đến trường đối với bậc mầm non theo công văn 2948 ngày 17 tháng 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo là ngày 3 tháng 10 năm 2021. Hiện nay, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch, chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất và phương án đón trẻ trở lại. Để đảm bảo cho trẻ có thể quay trở lại trường một cách an toàn, những ngày qua, trường mầm non Tân Khai, huyện Hấn Quảng đã huy động toàn bộ giáo viên, nhân viên đến trường để vệ sinh trường lớp, đồ dùng học tập, nhà ăn. Đối với lứa tuổi mầm non thì phòng chống COVID-19 hay đảm bảo vệ sinh nói chung đều rất quan trọng. Chính vì vậy mà các cô đã rất cẩn thận lau chùi sạch sẽ mọi vật dụng liên quan để sẵn sàng cho ngày các con trở lại trường. Các cô ở trường mầm non Tân Khai này thì cũng đã chuẩn bị hoàn thành hết từ bên ngoài đến bên trong và dọn dẹp sạch sẽ trường lớp. Rồi khu chuẩn bị thì đầy đủ để chuẩn bị mà đón các cháu đến trường vào ngày 3 tháng 10. Các cô cũng rất là khoáng khởi vì hổm rày là dịch bệnh cho nên là các cháu nghỉ ở nhà cũng lâu. Cô thì cũng nhớ cháu. Hiện tại, căn cứ vào sĩ số các lớp thì tỷ lệ phụ huynh đăng ký cho con trở lại trường của trường mầm non Tân Khai đạt khoảng 90%. Nhà trường cũng đã chuẩn bị phương án để tất cả học sinh được học bán trú ngay từ ngày đầu đến trường. Từ giờ đến cuối tuần là chúng tôi sẽ hoàn thiện tất cả mọi khâu để đến mùng 3 tháng 10 là chúng tôi sẵn sàng đón tất cả các cháu đến trường học tập và ăn bán trú ngay ngày đầu tiên đến trường luôn sau một thời gian dài nghỉ hè. Trong khi đó, tại trường mầm non Thanh Lương, thị xã Bình Long, địa phương vừa kết thúc thực hiện chỉ thị 16 cách đây không lâu. Những ngày này, các cô cũng đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để sẵn sàng đón học sinh trở lại. Dù ổ dịch cộng đồng tại đây đã được khống chế, nhưng việc phòng chống dịch COVID-19 cho cả cô và trò được nhà trường đặc biệt quan tâm. Cái công tác phòng chống dịch thì nhà trường đã bố trí giáo viên, nhân viên thay phiên nhau là hướng dẫn phụ huynh quét mã QR và khai báo y tế nếu phụ huynh không có sử dụng điện thoại thông minh và hướng dẫn các cháu là sát khuẩn tay trước khi vào lớp và khi ra về, rồi tuyên truyền phụ huynh là vẫn thực hiện tốt cái 5K. Sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các trường cùng tâm lý mong chờ trẻ trở lại trường của những cô nuôi, tất cả đã sẵn sàng cho ngày trở lại trường của học sinh mầm non với mục tiêu đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh là trước hết và trên hết. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở trao đổi với Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập, phục vụ học trực tuyến.
Theo đó, đối tượng vay vốn là học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch COVID-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến. Mức cho vay được đề xuất tối đa là 7 triệu đồng một học sinh sinh viên. Với mức cho vay tối đa này, dự kiến tổng nguồn vốn bố trí để cho vay là khoảng 3.500 tỷ đồng. Thời hạn cho vay dưới 1 năm, lãi suất cho vay là 0% một năm, lãi suất nợ quá hạn là 6,6% một năm. Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 5 ca dương tính mới với COVID-19, gồm thị xã Cửa Lò 3 ca và huyện Nghi Lộc 2 ca. Trong đó có 4 ca là cộng đồng, 1 ca là F1 đã được cách ly từ trước. Đáng chú ý là trong số các ca mắc mới có 3 em học sinh cùng sinh năm 2011, cùng trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Do các ca mắc mới là các em học sinh có nguy cơ lây nhiễm rất cao trong môi trường học đường. Do đó, thị xã Cửa Lò đã cho toàn bộ học sinh trên địa bàn ngừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến. Còn tại huyện Quỳnh Lưu, ca mắc mới trong cộng đồng được phát hiện tại xã Quỳnh Hoa có lịch trình di chuyển phức tạp. Ngành Y tế Nghệ An đã chỉ đạo huyện Quỳnh Lưu khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng với hơn 600 nhân khẩu tại xã Quỳnh Hoa, khẩn trương truy vết các trường hợp là F1, F2 liên quan đến ca bệnh này nhằm khống chế, không để dịch bệnh lây lan. Tối ngày 1 tháng 10, Tiền Giang đã ban hành kế hoạch khôi phục lại sản xuất kinh doanh theo 3 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 từ nay đến ngày 31 tháng 10, các cơ sở hoạt động hoặc có nhu cầu hoạt động phương án 3 tại chỗ chỉ sử dụng lao động đã được tiêm phòng ít nhất một mũi vaccine COVID-19 đủ 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi COVID-19 trong thời hạn 6 tháng. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp phải thực hiện xét nghiệm định kỳ 7 ngày một lần cho tất cả lao động. Giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12, các cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ sử dụng lao động đã được cấp thẻ xanh COVID-19, nâng quy mô hoạt động và bảo đảm công tác phòng chống dịch. Giai đoạn 3, từ ngày 1 tháng 1, 2022 trở đi, các cơ sở sản xuất kinh doanh được bố trí lao động theo nhu cầu. Người lao động phải hoàn thành tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành công điện về việc tổ chức vận chuyển phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo tăng cường kiểm soát ra vào khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, đảm bảo trật tự và an toàn. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải nêu trên chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An có phương án chuẩn bị đầy đủ phương tiện, xe ô tô khách, xe ô tô tải, lái xe luôn luôn thường trực để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển người dân, phương tiện cá nhân của người dân, xe máy, xe đạp khi có yêu cầu hỗ trợ vận chuyển. Việc vận chuyển người dân phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Đối tượng được phép vận chuyển theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và quy định của Bộ Y tế, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An phối hợp với các sở ngành địa phương trên địa bàn nắm bắt tình hình thực tế người dân có nhu cầu về quê để chủ động chỉ đạo hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển, đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt khi qua các chốt kiểm soát dịch. Những mô hình, những cách làm hay để san sẻ tình yêu thương giữa con người như gian hàng từ thiện, tủ lạnh cộng đồng, ATM gạo hay là ngân hàng thực phẩm đã phát huy và lan tỏa nghĩa tinh thần nhường cơm sẻ áo của cộng đồng trong khó khăn. Phần cuối của bản tin hôm nay, mời quý vị cùng đến với các gian hàng nghĩa tình tại một số nước trên thế giới. Những tủ thực phẩm từ thiện dành cho những người bị ảnh hưởng về dịch COVID-19 đã xuất hiện ngày càng nhiều ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Người dân Thái Lan cũng như các nhà hảo tâm cũng đang được khuyến khích kêu gọi chung tay đóng góp thực phẩm dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ có tủ từ thiện này, nhiều người nghèo đã có thể ăn uống đầy đủ để có sức khỏe vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tại Indonesia, nhằm giúp đỡ những người bị ảnh hưởng do dịch, chính phủ nước này đã triển khai chương trình phát gạo miễn phí cho người dân thông qua các cây ATM gạo. Những đối tượng được nhận gạo miễn phí không những gia đình có thu nhập thấp, người nghèo, người thất nghiệp, người vô gia cư. Thành phố Los Angeles của Mỹ cũng đã triển khai một chương trình có tên là Tủ lạnh cộng đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch. Nhiều chiếc tủ lạnh được chất đầy đồ ăn đã xuất hiện trên các đường phố Los Angeles để mang đến thực phẩm miễn phí cho người nghèo đói. Không chỉ thực phẩm, nhiều người dân còn đóng góp cả quần áo, những đồ dùng thiết yếu khác.
Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 15 giờ chiều nay của truyền hình Bình Phước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy uống ngay trà Sơn Công Độ, được làm từ trà Thái Nguyên, dầu ECCC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.